gà không có gốc đâu nha anh em. Tiếng giọng rất nhỏ nha. Rất là nhỏ nha anh em, hầu như không nghe luôn nha anh em. Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Thì trước mắt anh em đây là chiếc Yamaha Exciter đời 2010 nha mọi người. Chắc xe đẹp nha mọi người. Tình trạng xe là máy zin, đầu lòng chưa rớt nha anh em. Áo zin theo xe. Máy đi cực kỳ nhẹ, máy im đi cực kỳ nhẹ, cảm giác. Và nó cảm giác là anh em hiểu rồi nha. Những dân anh em mà đam mê dòng này nghe nghe nó đi cảm giác là ok đó nè. Rồi, Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho nên tham khảo nha. Xe đẹp liền lạc lắm anh em. Cái đèn trong khe nè. Thì Quang nói giá luôn, chiếc này Quang bán 50 mấy triệu nha. 50 mấy cũng hơi lớn nha anh em. Anh em thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp cơ quan số điện thoại 0909 584 394 nha mọi người. Số có Zalo nha. 50 mấy triệu nha anh em. Lìa cái bộ áo cho anh em. Thấy cái độ chắc của chiếc xe trước đó nha. Chiếc này biển số ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Thì cũng là chỗ tiệm của Quang nè anh em. Địa chỉ khóm 2 nè, Tiểu Cần, Trà Vinh. Hồ sơ pháp lý rõ ràng nha mọi người. Rồi, qua dàn chân cho anh em xem. Dàn chân đẹp, zin liền lạc nha anh em. Này nước sơn zin đó nha anh em. Năm sản xuất 2010, đặt gấp đây. Chân lóc còn chân lòng đầu lòng luôn. Bắt đầu giấc này trời nó hơi tối rồi nè, giấc nước cũng còn đẹp nè. Lắp máy này, máy này là zin nha mọi người. Mấy cái càng con, mấy cái mắt con này còn màu, chưa có đen thui đâu. Nó còn nước gam á nè, ốc gấp chưa mở. Chưa bô xanh nè. Rồi chân lòng đây. Bao đầu lòng cho anh em nha, anh em yên tâm nha. Ốc chưa máy nè. Gấp zin hết nha nè, mâm zin luôn nha, lát đá chiếc sơn zin luôn mọi người, một chiếc zin. Sơn zin nhìn nó đặc biệt lắm nè, nó móc cời. Lòng đây. Máy giữa. Còn chưa lòng. Mở cái xanh bên trong quay cho anh em nha. Đây đồ 57.600.
xăng anh em. Xăng zin luôn nha anh em. Mua mấy dòng này được cái nó giữ giá lắm mọi người. Anh em mua năm mấy triệu, anh em xài 3-4-5 năm nữa thì nó cũng tầm vậy anh em. Quang bán giá cho anh em là đi sử dụng là yên tâm luôn nha, khỏi lo lỗ luôn, càng về sau càng giữ giá. Mấy dòng này cậu mai cho anh em nghe nha. Wow, đề quá nhảy luôn. Hơi khá đầy đủ cho anh em. Đó là lực ga không có góc đâu nha anh em. Tiếng động rất nhỏ nha. Rất là nhỏ nha anh em, hầu như không nghe luôn nha anh em. Cầu gấp đây. Quay cho anh em xem coi có một hộp gì không. Xô tiếng bún luôn. Máy im chuẩn ghi nha mọi người. Quay những chi tiết. Em nữa là chắc nha anh em. Chưa có can thiệp gì đây luôn. Cốt này. Gặp kim. Xe này qua nhìn thấy là dàn chân kim đét luôn nè. Ghê xét gì đạo lộn cho anh em nghe nè. Nhìn cửa dãy nha anh em. Hai càng là được vậy là im lắm đó nha mọi người. Im như chó thở luôn. Quên đi xa cái nè. Lợi gần anh em. Này là thích chiếc E-Thang 10 máy ghim chỉnh mà im luôn á. Cái này nè. Chạy tê lắm. Cảm giác luôn. Quan test rồi là anh em yên tâm nha. Rồi thì vừa rồi là một dòng chiếc Exeter đời 2010 thì đang có ở tiệm Quang nha anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Anh em xem video nếu chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh cho Quang xin một nút like nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. À, sẵn nè, trước khi kết thúc video quay nha, về sơ lược những con xe đang cho quay nha. Venpha nè, màu trắng màu đỏ đời 2015, giá 16 mấy nha anh em, còn sơ cho anh em luôn. Tờ 2013 nè. Chiếc này trên 20 xíu nha. Máy ghi nha anh em.
Fortuner FI đời 2007. Chiếc này 45 nha mọi người. Qua đang mở ra vệ sinh nha. Chiếc này cũng có clip rồi đó, anh em bấm vào kênh Quang xe máy sẽ thấy clip xe này nha nè. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Mày có hai cái này nha, xe máy quàng.